Một chiếc mèo siêu ý thức khiến dân mạng phải trầm trồ. Mới đây, một chiếc video vừa được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, trong video ghi lại khoảnh khắc đi vệ sinh vô cùng tinh tế và lịch sự của một em mèo bò sữa, khiến cả nhà xem không khỏi ngưỡng mộ và đua nhau xin bí kíp để về dạy dỗ cho hoàng thượng nhà mình. Phía dưới video, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thích thú của mình qua vô số các bình luận như: bạn có nick Facebook Phương Thảo comment: Trần Duy Tiệp, huấn luyện con chanh đến đẳng cấp này đi, còn lắc mông cơ, ha ha. Bạn cũng mong tặng tắt khen, hoàng thượng ngoan thế. Hay các bạn chia sẻ kinh nghiệm dạy mèo của mình: mèo nhà mình cũng vậy, thấy một con đi là mấy con còn lại tự đi. Và một loạt các bình luận xin tiếp nuôi mèo có ý thức đỉnh như vậy như: sao tập được hay vậy trời? Mày tập sao mà nó leo lên bồn cầu được hay vậy? Xin tiếp dạy mèo đi bồn cầu ạ. Vân vân. Đúng là loài mèo bây giờ tính lên kế hoạch sắp xâm chiếm cả thế giới loài người hay sao? Mà ngày càng chuyên nghiệp quá vậy trời. Còn các bạn nghĩ sao về video này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Yêu Lưu. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi clip mới mỗi ngày nhé.